Ok, hôm nay chúng tôi sẽ đến hợp tác xã cây cảnh Thăng Long để review một số tác phẩm rất là đẹp ở đây. Tôi nghĩ là rất là nhiều cây đẹp ấy. Thì hợp tác xã cơ mà. Đây. Đây là quang cảnh của trung tâm sinh vật cảnh Thăng Long, Hà Nội, nơi hội tụ và giao lưu những tác phẩm bonsai xài đẹp. Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội nha. Chúng ta lại bắt đầu lạc vào một cái thế giới cây cảnh rồi. Anh Quý Cây Nhật với cả anh Tùng đã đi vào từ trước rồi. Ok, tôi sẽ đi theo. Đấy, đẹp quá nhỉ. Đẹp đấy. Úi giời, phi lao này. Có lẽ là tôi phải vào chào bác chủ đã. Úi giời, cái trà đẹp chưa. Đấy, khuôn viên rất là rộng rãi. Anh em có thể chóng mặt không? Ê, tôi còn nhìn thấy cả một cái khế rất là nhiều quả đằng này đây. Quá nhiều quả luôn. À. Vâng, em chào bác. Chuyện khí đã ra ngắm. Vâng, chào bác nha. Vâng. Ok, hôm nay chúng ta sẽ anh em của bonsai phiêu du à? Đúng ạ. Em hay vào cái anh theo dõi hết. Vâng. Em là fan của bonsai phiêu du. Hôm nay xin đi kén. Phải theo dõi. Em thấy một cây trà Nhật phải không anh? Đúng rồi, trà Nhật đấy. Trà Nhật này. Trà Nhật đấy. Này, cái thân thế nó cũng nói chung là cũng có khác đấy. Cái lá cũng khác này. Cây nhập khẩu về. Cây nhập khẩu nguyên cây bên Nhật. Nguyên cây từ Nhật này. Cái này anh giao lưu không anh? Có chứ. Cái này giá bao nhiêu anh? Cái này giao lưu với anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu à? 1,5 triệu. Ngon quá. Ngon quá. 1,5 triệu tí khi thì tôi cũng xúc luôn anh em ạ. Đây là có lụ rồi anh nhỉ? Ừ, có lụ rồi này. Đây à? À, đẹp quá, đẹp quá. Ô, cái này anh bón bã chè đúng không ạ? Đây là rêu. À, dớn. Ở đây có một cái kim sa tùng. Gốc cũng rất là già nhé. Mọc rêu, rêu phong rất là đẹp. Đó. Vào đây rồi cái này. Này, còn đồ chuông. Chuông hay lắm. Chuông ấy. Ừ. Đây là cái thống nhưng mà nó như cái chuông thì các vị thiền sư hay ngồi tụng kinh ấy. Vâng. À. Cái nước này là nước gì anh? Nước tinh khiết đấy. À, tức là cọ vào đây là nó kêu rồi đấy. Ờ, cọ vào đấy. Ví như chú biết gảy nhạc không? Hay các vị thiền sư hay ngồi đấy tụng theo bài đấy. Nó như cái à, bảo sao em tưởng cái tiếng gì nó kêu hóa ra là cái này à? Ừ. Hay quá nhỉ? Anh em nghe thấy không? Thì tiếng u như sáo diều ấy. Em cho thử. Cho nước vào. Phải cho nước vào mới được à? Ép chặt đây. À. Ê, chú biết gảy nhạc thì chú gảy theo bài. Mỗi tội em không biết gảy nhạc. Thế mới đau chứ. 175 triệu. Ừ, wow. Đâu? Đây. Thế này để báo giá luôn ở trên chậu anh. Ừ. 175 triệu. Đây là cây thông về đen Nhật Bản. Thông đen Nhật Bản. Về mới thay chậu hay là chậu của nó? Về mới thay chậu. Cái lá này là tỉa hay là nó ngắn đi anh? Cắt. Lá là vừa cắt anh em, vừa cắt. Mùa này là mùa cắt lá thông, cắt. À, đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái sự bề thế của cái cây thông này. Cái cây thông này cao em nghĩ phải tầm 1m7. 1m8. 1m8 đấy. Tàn 2m. 2m. Tàn 2m. Chỗ này là 70. Wow. Ngoài chỗ này 70 này. Cây này trồng hồ cá rất đẹp này. Đấy, đại gia nào mà nhất đi. Giá thì là 175 triệu anh em nhé. 175 triệu. Bao ship. À. Riêng cái tiền ship của cái chậu với cả cái cây này, tôi nghĩ có phải tầm khoảng chục triệu. Có khi hơn. Nếu mà đi vào Nam là hơn. Đi vào Nam là hơn đúng không ạ? Đây, tại vì phải thuê xe cẩu các thứ rồi là đến tận nơi, tận nhà anh em đúng không? À, thông cổ, hợp tác xã Thăng Long. Số điện thoại là 0399903128. 175 triệu nhưng nó chứa trong nó rất nhiều kiến thức, rất nhiều thời gian cũng như là cái khả năng tạo tác chứ không phải là phát ăn tiền luôn. Nhưng quan trọng nếu anh em bỏ tiền từ ngày tiền ra mua một cây thông thì nó rất là đẳng cấp. Nó ít bị đụng hàng. Quan trọng nhất đây là thông của Nhật. Thông của Nhật mà đã thuần như này rồi. Thì chứng tỏ là nó rất là an toàn. Nó đặt độ an toàn không kém gì cây Việt Nam cả. Đấy là miền Bắc chúng ta
có thể là trồng rất là tốt. Buổi sáng đến gần những cái tán thông này mà nhìn cái giọt sương long lanh đọng trên này, cảm giác đấy thấy phê rồi. Tôi không có tiền thôi, tôi có tiền tôi xúc ngay. Đẹp này cơ mà, không có gì để chê cả. Tôi chỉ trách sao mà tôi không có tiền tôi xúc thôi. Còn với đại gia thì 175 triệu như kiểu 175 nghìn ý, thì tôi nghĩ là anh em ạ, bác nào mà có tài chính thì lên xúc cây này. Nói nhỏ nha anh em, đừng chơi gái, chơi gái nó hao lắm. Còn chơi cây nó là giá trị thặng dư, anh em càng để nó sẽ càng lên tiền. Nhất là với cả cái cây đẹp như thế này thì là chúng ta không có gì phải lo cả. Có thể lên hình không gian bằng ngoài. Ừ đúng. Nó có cái hồn. Quan đến cái thần thái của. Đúng. Cái thần của cây. Đấy, ví dụ riêng anh Quý ở ngoài đẹp trai hơn mà vào trong này xấu thế. Thế buồn cười này. Đấy, anh Quý đại gia đây, chuyên cây Nhật đây. Anh đánh giá thế nào về cây này? Rất là già. Đấy, thứ nhất là già, tinh. Rất là già và cái hai tay cành của nó là đóng đúng điểm, hoàn thiện hết rồi, anh em chỉ việc về chơi thôi. Đúng, chứ là chỉ thưởng lãm thôi. Thưởng lãm thôi. Còn gì nữa không? Đẹp. Đẹp. Đẹp thì cái này không thể bàn cãi rồi, bởi vì nhá, anh em nhìn này, cái da của nó, da của thông thì thôi rồi lượm ơi. Đấy. Mà cái tuổi của nó thì nó thật, nó tính được mấy chục năm là không thể hết được. Và khả năng là cây này nó khai thác ngoài tự nhiên đấy, xong về cắt điểm này đi trong nuôi. Đúng rồi. Những cái cây như thế này thì khả năng cao họ sẽ khai thác này. Tôi sẽ đi cái góc này. Đây, đây chính là một vết cắt này. Đây là một vết cắt này. Nếu như anh em nào kỹ hơn có thể là về lấy máy lũa, máy lũa nhá, có mài đi cho đẹp. Thấy, thì đấy thì chính là cái mà chúng ta khi chúng ta sở hữu chúng ta có quyền làm như thế. Còn à, đây hóa ra là toàn bộ là chồi, toàn bộ nó là chồi hết thì. Chồi đấy. Đó. Ừ. À. Thế nha anh em nhá. Mấy bữa nữa mọc ra quả. Bây giờ tôi sẽ dừng video để tôi ngắm nhiều hơn, chứ bây giờ tôi quay nhiều quá tôi cũng chẳng ngắm được cái gì cả. Bye bye anh em.